Xin chào hết tất cả mọi người nha, đã quay trở lại kênh đi rừng của Laika này. Sáng hôm nay mấy em mình đi rừng gồm 3 thành viên. Hôm nay có thêm một thành viên mới nữa là ông bạn Thu ngoài đó. Đó, được gặp idol giới trẻ rồi nha anh em. Đó, đó là ông bạn này ở từ Quảng Ngãi, vô Bình Định đây này. Thấy gương không? Đó, chào tất cả anh em đam, nha. Đam mê là không không ngại đường xa cả nha. Đúng rồi, đam mê idol Laika. Đâu là lâu quá rồi bây giờ mới được gặp lại Laika là quá là thật là vui. Đây, hôm nay vô trước khi lần nào vậy này, anh em vô lúc nào cũng làm miếng cà phê á. Đó, bỏ trên đây làm miếng cà phê rồi đi này. Rồi hôm nay là anh em là xuống cái khu vực này. Xuống sát bờ biển luôn, sáng hôm nay đi tới dưới biển luôn mà. Đây cái mình dưới mới anh em mới chung ở đây này. Mình có được một cây. Rất hồ cây trái. Đó, điều cái nó rất là lượng đẹp nha. Cái đầu tiên mình không cái này đầy nằm ở trong rừng nên mình không có quay chi tiết rõ ràng nha, chụp nên mình sẽ quay chụp mình gặp có cây nào chi mình sẽ quay chi tiết hơn. Cái này nằm trên đá cây nha, mình chỉ lấy cái kéo mình phủi mình cắt thôi. Đây cả nhà, mấy anh em mình chung xuống đây thì đây cây của bạn này Thu này, Quảng Ngãi này, lá này. Đó, nằm trong rừng già nha, thì anh em chỉ quay lại được ở trong rừng già thôi. Nên nó quá là nhỏ luôn. Chút chiếu một chiều luôn này. Hột mè. Anh em nó có ở xa có hạt gạo mà anh em ở mình đây có hạt mè. Cầm trong rừng già. Thì anh em cũng tiếp tục chung chung thôi chứ giờ biết sao. Đó rừng này. Đó. Gì khóc gì không anh? Coi nó bọng thì bỏ không nói thôi chứ. Này nó cũng bọng nè. Thấy không? À nó bị lúa. Lúa rồi. Kể nó như vừa cắt. Lúa đẹp quá. Bây giờ lấy dần đi. Ờ đã đẹp. Rồi sáng giờ mấy em chung từ rừng già ra này. Xuống ở chỗ này, đá này. Đó. Xuống lại được mấy cụm nhỏ nhỏ đẹp lên luôn, đá đẹp lên luôn. Không ảnh nặng được kìa, chúng cái là chút điểm rồi cả nhà. Chuyện không có cái to. To là người ta đảo hết rồi. Được không? Được. Bây giờ có không nữa? Này quất quất vô đây. Ồ trời ơi, hai lá đẹp quá, trúng ổ luôn cả nhà. Đúng rồi, kia này kìa. Thành mơ quá. Đó, không ảnh đào ạ. Lá này cả nhà. Ở đây vậy kìa, vô đây mình trúng chỗ, lửa đó luôn. Đó, đẹp không? Lá. Đây. Hả? Ờ hay á. Siêu phẩm mini. Nhỏ nhỏ thôi. Rồi cả nhà. Ồ cả nhà ơi. Rồi. Tiếp đây, cụm luôn. Đẹp kinh khủng. Nhưng mà cái cây này nó hai bụi nha, chứ không phải một nha. Quay thấy một cụm vậy nhưng mà hai bụi, ù đá quá chừng luôn. Đó, má anh em mình đây. Hai cháu nhỏ nhỏ. Dạ. Đó, biển sát biển luôn. Siêu phẩm cả nhà. Siêu phẩm. Rực rỡ. Rực rỡ. Ôi trời ơi, đi hình như 3 năm nay á, 2 năm 3 năm nay này gặp được cái chỗ quá siêu phẩm luôn. Quá nhiều siêu phẩm luôn. Ôi trời ơi. Ừ. Ông anh này ông đào khí thớ luôn này cả nhà. À. Đây. Đá rồi. Đá. Trúng ổ mini rồi. Trúng ổ mini rồi. Siêu phẩm. Lâu rồi bên đây đi trúng ổ. Siêu phẩm nữa rồi kìa. Chưa lên. À, biển đó. Biển mà có siêu phẩm quá chừng các bạn. À, mình đi lùng tiếp cả nhà. Siêu phẩm thứ hai. Các bạn, khá đẹp luôn. Giác không nổ sao giác không nổ. À, đắt không giác không nổ. Siêu phẩm. Siêu phẩm nữa rồi kìa.
trúng chỗ này luôn. Trời quá đã luôn này nha. Chỉ còn lừa lừa đầu thôi. Nó chỉ có một vùng nhỏ thôi nha, đi sạch sạch chút không có. Thấy cái lá dập đề là mình lên thôi. Từ xa này thấy cái lá đẹp này, lên thì cụm này nó nhỏ quá. À, đẹp 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 đẹp. Gầm luôn gầm luôn. Tưởng nó xấu ai gì đẹp vậy. Người ta đạp xuống này. Ồ. Khá đẹp khá đẹp. Rực rỡ cả nhà ơi. Tiếp tục này cả nhà, đã lên rồi. Đã là một siêu phẩm. À, mini đó bạn có lấy tiếp tục. Ôi trời ơi, rực rỡ quá. Đó. Phơi như con tơ tơ luôn. Quá đã. Không, cái nhà không, đá đẹp quá trời luôn. Tược này, tược vàng này. Tược vàng này, vàng vàng này. Đưa. Hey, đá. Tược vàng cả nha. Đẹp quá. À, nó không, cái nó mới lúi lên là cái màu mầm của nó là đỏ cả nha. Đỏ nha. Thằng này cũng đỏ luôn này. Đấy. Ta đi là sáng giờ luôn. Đi quá chừng rồi mới ra trúng chỗ. Rồi đỡ ra thôi. Được rồi, tiếp tục thôi, tiếp tục thôi cả nhà ơi. Đã quá rồi. Đó, trên kia này. Dạ không. Nó đào xong bụi này là ngứa ngứa nên là cặp tiếp thôi. Đó. Đấy nữa rồi. Đó, cái nhà thì cùng bánh cái em bên này ra xem ở bên nha. Khui thử ra sao. Ồ, lại là siêu phẩm nữa. Nằm trong cỏ, bánh cỏ này. Đấy, tiếp tục một em siêu mini đỡ bàn nữa thôi. Ôi, đã quá cả nhà. Nó phơi sao mà siêu. Đi đúng là đi khổ thiệt nhưng mà ra gặp mỗi cái điểm lâu lâu gặp điểm này ui mà sướng lắm. Đạo miệt mài luôn rồi. Cả nhà xem nha, cả nhà xem chia vui cùng mình luôn. Sướng, xong này đi sảng khói cả nhà. Đấy, đột nè, đỏ luôn. Mở ra đỏ nè. Đấy. Hấp dẫn chưa? Đây cây con. Hấp dẫn quá. Ồ, hai cây một chỗ. Hai cây một chỗ luôn. Ồ, siêu phẩm anh Mười ơi. Ồ, trúng bánh rồi. Trời ơi, đã rực rỡ luôn, rực rỡ luôn. Anh em hôm nay rất là phấn khởi đấy nha. Anh em đi đã quá. Chỗ này mình là hai cây luôn. Được, hôm nay mình cho cả nhà xem một cái video từ đầu tới cuối, nói chung là toàn cây bà coi thôi nha. Đó, nói chung là hình như là chắc là cơ hội cuối cùng của năm này. Đó, như là may mắn cuối năm á. Chứ hồi giờ đi không có cỏ đâu. Đó, ngày này hai cỏ rồi. Bánh thôi, bánh thôi. Ồ, cái này thì ít đẹp hơn. Như mỗi bữa là mình bỡ rồi cả nhà. Chứ là siêu phẩm nhiều quá, thành lục thôi. Ui, quá đau quá đau. Cái này nữa kìa. Cỏ này mình chịu khó nha cả nhà. Đó, bánh bánh này. Thì chỉ có thế thôi. Đây, mấy anh em mình cừ đủ răng luôn. Nói theo cái tiếng địa phương mình là mình cừ đủ răng luôn cả nhà. Nhà cừ là đủ răng, nghĩa là nhe hết thầm răng là không đến đếm không thiếu cái nào luôn. Đó. Chụp đào kỹ thứ luôn. Cây hai cây mình thấy này, rồi mình đem lên này, mình bứt cỏ lâu quá. Cây thì đó, nó còn nằm trong bụi cỏ nhưng mà cái sự lắc lượng của nó mình có thể thấy sơ sơ qua trong qua màn hình này. Tại vì nó có nhiều quá mình chưa dọn, chỗ đây nó nhiều quá cái hang xây đào luôn à. Đây này, đó mình mới quay hai cây bên bên này góc nhà xem bầu cái này. Đó, chết hôm nay giác vậy chết người luôn. Đó, đẹp không? Dài mà chịu sao nổi cả nhà. Xuống sao mà xuống. Oh. Cứ nhìn cái chỗ nào cái lá sáng sáng là buồn mà anh em không? Đại lúc bách banh thôi, tại vì anh em cỏ xám xịt rồi nè. Đó, như vậy nè, đó, cỏ thôi.
đó, cứ lá đẹp đẹp là nó bành bành ra, chặt ra cái nào nó đẹp là lượm liền, cái nào hay là nó đỡ lại. Cái này quá, cái này nó đẹp chút thôi mình nói rồi. Oh, cứ xung quanh thôi cả nhà, xây sắm mấy này luôn giống như hồi xưa giờ mình chưa gặp được, mai gặp được đó là nó hay xây lắm, tôi quýu tay chân phải cơ rồi nó sướng. Anh em không biết có cảm giác đâu không, nhưng mình thấy phê phẻ là sướng sướng á. Đây cả nhà, đây là con anh này mới lên này. Ôi dồi ôi, bữa nay to cả siêu máu lên lên sóng không cả nhà? Đẹp không á? Đẹp không? Trời, vừa lắm. Đào mà không kịp thớ mà. Lá vàng lá gì thì thôi. Cò lách. Không thể là thể nguyên một dung luôn. Đáng cho rồi đấy. Nguyên dung. Kinh khủng á. Lửa thôi. Nè đi, lâu hung rồi, bữa nay đi mới trúng vòng anh. Đi. Nè, hồi trước anh đi mình kiếm. Mạch sức mà đào luôn á nha. Mấy bữa mà không có mà đào, bữa nay là mạch sức mà đào á. Kiếm một cây để đào không ra. Đào quá. Mình đào mệt luôn rồi, đi uống nước rồi, đi hết nổi rồi. Kiếm nước uống ha. Bỏ bằng luôn, bữa nào không biết đó. Chưa bám nữa hả? Hay đá. Đào đi. Đâu coi chưa phẳng đâu, coi thứ coi. Đưa. À, phải ăn thử cả nhà thấy không? Đó. Đào khí thế luôn. Thì 3 tiếng đồng hồ mới ra gặp cái điểm đây. Trời ơi. Nó mà đi. Chết cha đâu. Còn phải đó. Kéo chi đâu mà. Tao tưởng một thanh thằng đây đâu. Trời ơi. Cành thiệt đẹp đi, cánh xích mắt. Trời ơi, phát coi. Ồ, khẩu to thân. Yô. Đầu mình nghĩ cái cây là cây khác. Cái cầm gơ gốm mà nó thường ở một bụi luôn chứ. Trời ơi, uổng dữ. Thôi cái này dễ mà, liền keo. Không sao, tha. Con liền nghĩ là mình đào nó hơi phí. Mình nghĩ đậu phụng nó lùm hai bụi. Nè, trắng ở đây cái nầu thôi. Cái cần bay mà. Không? Chết. Lấy cái nầu thôi chứ. Cái bóp cái bầu. Hay vậy cắt đi á. Bỏ thân nó không được. À. Vô gì. Hạt nước quá nãy giờ nhìn coi mưa tự nhiên. Bỏ đi. Bỏ đi. Nó có cần bay đẹp hơn mà để mắm nó xước quá thôi bỏ luôn đi. Hạt nước mà chưa uống nước được luôn mà. Đoạn nhiệt tình cỡ đó luôn á. Chân giác hết não rồi, mới bò chứ không cỡ mấy chục ký thì giác hết não rồi. Đẹp như sao vậy anh, chén mất mà biểu. Ra thằng này chị. Trời ơi. Đẹp phơi luôn. Bơi lại qua anh mời cắt bỏ con tàn không? Vẫn còn đã không? Tạm thời để sửa đây. À. Quá to chà bá luôn. Và cây này không nổ rồi cho nó. Chén phí phạm quá. Để cái lùm nó nhỏ. Đây hai anh em mà đi, ba anh em mà anh ông một bạn nó ông đi bên trên trên kia là không gặp. Này. Thì anh em mình đang lại đầu rỉa. Chưa bao gom lại này cả nha. Đó. Không. Chưa. Hở lâu đi gì mà đi không có cái gì, bữa nay đi dắt không được luôn, dắt không nổi này, mình còn đó ông anh còn gọi ra đây nữa. Quá chừng luôn, anh sốc bị coi gì ạ. Rồi mình đây. Cầm đây. Đó. Chưa. Đây nữa. Trên kia nữa này. Còn vỗ kia nữa. Trời ơi. Thằng. Đất nặng nha cả nhà. Coi thấy coi giờ với một cái coi này có 3 kg chẳng 2 kg 3 kg không à. Giờ nên mình vác lên cái ngọn núi nó khá xa chứ không phải nó gần. Nói chung là coi ở đây nó có đây, chắc chắn anh em sẽ qua chỗ đó đào nữa. Cộng bây giờ đi. Giờ để cộng giờ với lại gì? Ừ, chứ giờ để làm gì? Đó, nén luôn. Ngày nay mình được bảy cầm. Bảy cầm á. Ôi vô. Bảy cây á, cả cộng 3 lít. Đất nó to dữ vậy không? Đọt bớt cái đồ thì giác là nấu. Nặng quá mà. Nói chung là coi thì giác bao nhiêu cũng được mà đất nặng quá chịu không nổi. Đánh bầu hết cả nhà. Mình anh em mình đây cũng lấy hơi kỹ một tí. Lấy tầng viên.
Nhớ tăng rin. Wow. Đây. Rồi đây hai thân. Ba thân. Cho cả nhà mình ngắm nghía một tí thôi. Đây cả nhà. Đó, đây là của ông bạn Quảng Ngãi vô này đó, dẫn ông đi nè. Một em siêu mini. Siêu phẩm. Được, đây đây đang bấm nó này. Lá đẹp dày mà bấm gì mà. À, bơi lên coi, bơi lên coi. Đó. Đây. Đó. Trời ơi. Bơi sơ sơ qua đây mới thấy hình mặt được ngày đó. Anh like rồi lên gặp em. Trời nó quay con rồng ấy nữa. À, quay hết luôn đó. Rồi ba coi là phải không? Xong chưa bự. Rồi xong. Đây, chú coi này, chú coi biết bác coi kẹt đá này nghe nha. Đó đây. Trời ơi, tàng viên máy đỉnh. cầm ngang bên kia này, ngang đó, ngang đó đúng rồi. Thành ngang phía đây, ngang phía đây đó, đó nhìn anh em họ nhìn thấy rõ này. Cao cao lên. Đó, chú đẹp không? Tàng viên cả nha. Chú. Còn ông lên nữa đây. Coi sự rất lượng của nó này. Giờ mà cất kiểu cũ bự mám luôn. Cầm đũa cầm y như nãy, để như thế nãy nó không có dướng mình đó. Đó đúng rồi nó xu ở nhà thảo cây này đẹp quá, cây cũ này cũ chà bá luôn, không có hướng nào đó. Đó ba anh em đó. Ok rồi, xin kết thúc video luôn.